Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Tôi là Thanh Huyền. Hôm nay là Chủ nhật ngày 15 tháng 1 năm 2017. Chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Mưa trái mùa kèm theo lốc xoáy tại thành phố Bạc Liêu khiến hàng chục căn nhà bị sập, bị tốc mái, nhiều hộ dân phải sơ tán. Quá tải cả bên trong và bên ngoài sân bay Tân Sơn Nhất khi có quá nhiều người đến đón thân nhân về quê ăn Tết. Cảnh báo nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng khi xe khách dịp Tết đua nhau chạy quá tốc độ, tranh giành khách. Người dân ở miền Trung Tây nước Mỹ đối mặt với bão mùa đông kèm theo băng giá và mưa rét, đe dọa gây mất điện trên diện rộng. Hàn Quốc chưa rõ lý do công tố viên hoãn ra lệnh bắt giữ lãnh đạo tập đoàn Samsung liên quan đến Tổng thống Park Geun-hye và người bạn thân. Sau khi mạnh lên thành vùng áp thấp trên khu vực phía đông nam tỉnh Bình Thuận vào ngày hôm qua, thì sang đến ngày hôm nay 15 tháng 1, vùng áp thấp vẫn duy trì cường độ và hướng di chuyển về phía ven biển Nam Bộ. Và theo nhận định thì vùng áp thấp không có khả năng mạnh lên, song hoàn toàn hoàn lưu của nó sẽ gây ra một đợt mưa lớn ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Hồi 13 giờ ngày 15 tháng 1, vị trí trung tâm vùng áp thấp cách đảo Phú Quý Bình Thuận khoảng 130 km về phía đông nam. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Đến 13 giờ ngày 16 tháng 1, vị trí trung tâm vùng áp thấp cách Côn Đảo của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khoảng 120 km về phía tây tây nam. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, vùng biển các tỉnh từ Khánh Hòa đến Cà Mau, bao gồm vùng biển đảo Phú Quý, có mưa dông và gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 8 biển động. Ngoài ra, hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với không khí lạnh sẽ gây ra một đợt mưa cho các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận và khu vực Nam Bộ từ đêm nay đến hết ngày mai. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1. Chiều tối ngày 14 tháng 1, trên địa bàn của tỉnh Bạc Liêu đã xảy ra một cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy, làm sập và tốc mái hàng chục căn nhà. Sự cố xảy ra bất ngờ, gây thiệt hại nhiều nhà cửa và tài sản của các hộ dân ở nơi đây. Cơn mưa trái mùa kèm theo lốc xoáy bất ngờ quét qua địa bàn phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, khiến hàng chục nhà dân tại phường này bị sập, tốc mái, nhiều hộ phải sơ tán ngay trong đêm. Người dân đã ghi được hình ảnh lốc xoáy xuất hiện cùng với vòi rồng cao hàng trăm mét cuốn tung nhiều mái nhà. Đây là lần thứ hai liên tiếp người dân địa phương chứng kiến cảnh vòi rồng xuất hiện. Hiện chưa có số liệu thống kê mức độ thiệt hại cụ thể, nhưng qua ghi nhận, địa bàn này có đến hàng chục căn nhà bị hư hỏng nặng. Rất may không có người bị thương vong. Sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường để giúp dân khắc phục hậu quả. Ngày hôm nay, bầu trời ở tại thành phố Hồ Chí Minh bỗng trở nên xám xịt dù đồng hồ trời đã qua gần 8 giờ sáng. Và hiện tượng này khiến tầm nhìn của các phương tiện lưu thông bị giảm xuống, phải bật đèn xe khi di chuyển. Và hôm nay, chỉ số ô nhiễm không khí ở tại thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng cao so với bình thường. Ghi nhận tại nhiều điểm ở trung tâm thành phố từ 8 giờ đến 9 giờ cùng ngày, tất cả đều không có chút ánh nắng, mà thay vào đó là một bầu trời rất u ám. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện tượng bầu trời thành phố Hồ Chí Minh u ám trong những ngày gần đây là ảnh hưởng của một vùng áp thấp nhiệt đới. Trước đó, thành phố Hồ Chí Minh đã bất ngờ đón nhận một cơn mưa lớn trái mùa vào chiều ngày 14 tháng 1. Tình trạng mưa vẫn còn kéo dài trong ngày hôm nay. Điều đáng chú ý là trong sáng nay, chỉ số ô nhiễm không khí ở thành phố Hồ Chí Minh khá cao, ở mức gây hại cho sức khỏe. Ít khi chỉ số này ở thành phố Hồ Chí Minh lại vượt qua Hà Nội, khiến người dân không khỏi lo lắng. Gần Tết thì sân bay Tân Sơn Nhất luôn xảy ra tình trạng quá tải cả trong lẫn ngoài. Và trước tình hình này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường các chuyến bay đêm từ 22 giờ đến 5 giờ sáng và hạn chế tăng các chuyến bay vào ban ngày từ 6 giờ đến 22 giờ để giảm tải và tránh kẹt xe ở tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Còn cách Tết âm lịch hơn nửa tháng, tuy nhiên nhiều ngày nay, các tuyến đường lên sân bay thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe. Sân bay cũng đón một lượng hành khách đông quá tải. Việc mở rộng phục vụ 24 trên 24 giờ và tăng cường các chuyến bay nửa đêm về sáng tại sân bay Tân Sơn Nhất là một trong những giải pháp trước mắt để giảm bớt tình trạng quá tải và ùn tắc tại sân bay Tân Sơn Nhất, đặc biệt là trong dịp cao điểm Tết Đinh Dậu. Lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, sân bay Tân Sơn Nhất và các hãng tập trung mọi nguồn lực để phục vụ cho mùa cao điểm Tết.
các hãng hàng không điều người từ các sân bay khác tập trung về Tân Sơn Nhất để phục vụ bay từ ngày đến nửa đêm về sáng. Dịp cao điểm Tết này, dự kiến sân bay Tân Sơn Nhất đón tới 2,5 triệu khách. Sản lượng và tần suất chuyến bay sẽ tăng khoảng 19,6% so với Tết năm 2016. Càng gần đến Tết Nguyên đán thì cũng là thời điểm mà tình trạng tai nạn giao thông tăng lên cao, đặc biệt là với xe khách. Đó là tình trạng các xe chạy Bắc Nam thường phóng nhanh vượt ẩu để giành khách. Và đã có nhiều vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra khi lái xe không làm chủ được tốc độ của mình. Xe khách Hải Hà mang biển kiểm soát 36B02496 chở theo 40 người từ thành phố Hồ Chí Minh về Thanh Hóa khi đi qua địa phận huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã bị lật nghiêng. Sau vụ tai nạn, có 15 người đã phải đi cấp cứu, có những trường hợp phải tiến hành phẫu thuật do bị chấn thương nặng. Vừa lúc lật xe thì bà con hoang mang, mỗi người đi tìm mối lối thoát à. Dạ. Rồi kính bể hết xe lật lên mạnh ai người ra. Cái nạn xảy ra là em đang ngủ mà em nằm giường trên thì người nhân em nghe cái tiếng đùng một cái thì lúc mở mắt ra nó thì xe nó đã lật rồi. Lật bay qua cái lươn bên này thì nó chà nó em bổ xuống rồi nó kéo luôn em đi. Nhưng mà hên là chắc lúc đông người á. Nên em bổ xuống thì chắc chặn lên người nào đấy thì nó chà thì theo cái đà của em đi chắc em không sao. Không khó để bắt gặp những hình ảnh này trên quốc lộ 1A. Dù trời mưa, đường trơn trượt, nhưng những chiếc xe khách chạy với tốc độ cao liên tục vượt các xe khác, bất chấp nguy hiểm. Tức là xe to hơn, họ ạt xe nhỏ. Ý thức của người lái xe thôi, là họ gây lên cái hậu quả như mà thiệt hại nói thật mà nói là chủ yếu là dân, mà khổ dân. Mà toàn là dân đi làm ăn cả, không dân đi làm ăn xa cả, để về rồi là dư. Người ta rửa đi đau đớn, rồi là này nọ nó cũng thiệt hại cái tinh thần nữa. Người ta chỉ cảm thấy bất an cái chỗ đó. Gần Tết rồi thì lái xe thì thường thường là tranh giành khách, tranh nhanh vượt ẩu. Mà cũng trước những cái thực trạng thứ nhất là có một số xe khách thì họ làm không vào bến bãi mà có làm cái bến bãi ngoài khu vực. Rồi như là để lách cái luật, ví dụ như chỗ mà làm ta gọi là xe chạy hợp đồng. Mỗi ngày bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An đang tiếp nhận khoảng 65 người vào cấp cứu, trong đó có 30 người do tai nạn giao thông. Có những trường hợp thì bệnh nhân nặng nhất thì là tử vong, còn các cái trường hợp khác thì có thể chấn thương sọ não, gãy xương hoặc các chấn thương phần mềm. Nhưng mà cái tình trạng nặng nhất, đáng sợ nhất đây là có thể có chấn thương cột sống. Để đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật giao thông. Tuy nhiên do lợi nhuận nên nhiều nhà xe vẫn cố tình vi phạm. Bệnh viện Trung ương Huế vừa cứu sống thai nhi phát triển ngoài dạ con hiếm thấy. Theo đó, sản phụ 30 tuổi ở thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế nhập viện vào tháng 10 năm 2016 khi mang thai ở tuần thứ 28, khi có dấu hiệu dọa sẩy do tiền đạo. Sau đó, tới ngày 10 tháng 1 năm 2017, các bác sĩ tại khoa phụ sản và khoa ngoại nhi cấp cứu bụng đã phối hợp với khoa gây mê hồi sức A tiến hành gây mê mổ lấy thai nhi thành công là bé gái nặng 3kg, đồng thời cắt tử cung bán phần thấp của mẹ. Hiện sản phụ tỉnh táo, tiếp xúc tốt, công thức máu và thông số kỹ thuật về trạng thái bình thường, cho bé ổn định. Theo bác sĩ Lê Minh Toàn, trưởng khoa phụ sản thì đây là trường hợp đặc biệt, trong y văn chỉ gặp 1% trong các trường hợp thai lạc chỗ, tỷ lệ tử vong mẹ và con rất cao. Tại Việt Nam, đây là ca đầu tiên được cứu sống thành công cả mẹ lẫn con. Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Bình Phước vừa tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm tại tỉnh này và phát hiện một khối lượng lớn chả cá, cá viên không đảm bảo vệ sinh, không có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Cụ thể là tại cơ sở Hưng Phát do bà Lê Uyên Phương ở phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước làm chủ. Đoàn kiểm tra phát hiện trong tủ đá khối lượng lớn chả cá, cá viên được ướp bằng đá lạnh nhưng không đủ điều kiện vệ sinh, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất và kinh doanh. Cùng ngày, một cơ sở kinh doanh khác ở tại thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước chuyên sản xuất và chế biến bò khô. Đoàn phát hiện và thu giữ nhiều sản phẩm cùng hơn 30kg thịt bò tươi không rõ nguồn gốc xuất xứ để sản xuất khô bò và không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện nay thì hiện tượng vi khuẩn kháng đa thuốc không chỉ là mối lo ngại của các bác sĩ lâm sàng trong điều trị mà còn là mối nguy hiểm tiềm tàng đối với sức khỏe cộng đồng. Ở các nước đang phát triển, tình trạng vi khuẩn kháng thuốc đã làm gia tăng gánh nặng bệnh tật
và làm tăng chi phí điều trị do phải thay thế các kháng sinh cũ bằng kháng sinh mới đắt tiền. Và ở tại Việt Nam, hệ lụy từ việc lạm dụng kháng sinh đã làm cho tình trạng kháng sinh ở mức báo động. Nhập viện trong tình trạng bị bỏng ở đùi, bệnh nhân này đã được cắt bỏ phần hoại tử và điều trị kháng sinh phổ rộng. Tuy nhiên, do có vi khuẩn kháng kháng sinh nên dù đã điều trị khá lâu, bệnh tình của chị vẫn chưa thuyên giảm. Và đây là hậu quả của thói quen tự ý mua và sử dụng thuốc kháng sinh. Trong hợp bệnh nhân này thì cũng thường xuyên là tự ý sử dụng kháng sinh. Với các cái trường hợp viêm họng, thậm chí là cảm cúm thông thường, cảm lạnh thì người ta cũng tự ý sử dụng kháng sinh. Và đấy là một yếu tố nguy cơ dẫn đến kháng thuốc và dẫn đến là thất bại điều trị thì đối với các cái kháng sinh thông thường, kể cả các kháng sinh mà phổ rộng đường tĩnh mạch. Theo Bộ Y tế, tình trạng kháng sinh ở Việt Nam đã ở mức báo động, số lượng vi khuẩn kháng thuốc, mức độ kháng thuốc ngày càng gia tăng. Tỷ lệ kháng với kháng sinh carbapenem, nhóm kháng sinh mạnh nhất hiện nay, lên đến 50%. Lo ngại nhất là không chỉ các loại kháng sinh thế hệ cũ, ra đời lâu năm, bị kháng, mà không ít loại vừa ra đời đã trở nên vô dụng với nhiều loại vi khuẩn. Vi khuẩn nó kháng với kháng sinh thông thường thì bắt buộc phải sử dụng những kháng sinh mới, kháng sinh cao cấp, nó rất là đắt tiền. Còn nếu như mà nó kháng mất cả các kháng sinh mới, kháng sinh cao cấp thì gần như là các thầy thuốc còn rất ít lựa chọn để mà điều trị, hoặc là điều trị hiệu quả nó sẽ rất khó khăn, thậm chí không còn thuốc để điều trị. Thế thì lúc bây giờ thì cái nguy cơ tử vong người bệnh sẽ rất là cao. Và ở đây thì chúng tôi cũng đã gặp cái tình trạng là có những bệnh nhân nó kháng hầu hết các kháng sinh hiện có trên thị trường. Theo các bác sĩ, nguyên nhân đầu tiên dẫn đến tình trạng kháng kháng sinh là do người dân sử dụng kháng sinh tùy tiện. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng ngành y tế còn chưa có biện pháp hiệu quả để ngăn chặn tình trạng mua bán kháng sinh tràn lan như hiện nay. Tôi nghĩ rằng là chắc chắn vấn đề này chúng ta phải quản lý, bởi vì nó liên quan đến vấn đề chiến lược quốc gia dùng thuốc, chiến lược quốc gia dùng kháng sinh, chiến lược quốc gia phòng chống kháng thuốc và vi khuẩn. Thế thì chúng ta phải có chế tài, có lẽ phải có chế tài mạnh hơn nữa và có những cái biện pháp mạnh hơn nữa để chúng ta có thể quản lý một cách chặt chẽ hơn cái vấn đề mà sử dụng thuốc cũng như mua bán thuốc một cách dễ dãi như hiện nay. WHO đã liệt Việt Nam vào danh sách nước có tỷ lệ kháng sinh cao nhất trên toàn cầu. Trong khi các quốc gia phát triển đang còn sử dụng kháng sinh thế hệ 1, thì Việt Nam đã sử dụng tới kháng sinh thế hệ 3 và 4. Chi phí kháng sinh trong điều trị chiếm tới 17% trên tổng chi cho phí dịch vụ khám chữa bệnh của người dân. Theo kế hoạch kiểm soát tồn dư hóa chất kháng sinh trong tôm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến hết năm 2018, cơ bản chấm dứt tình trạng sử dụng chất cấm, lạm dụng hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y trong sản xuất kinh doanh tôm. Cụ thể, theo kế hoạch kiểm soát tồn dư hóa chất kháng sinh trong tôm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mục tiêu đến hết năm 2017, giảm 50% tỷ lệ mẫu tôm nuôi bị phát hiện vi phạm quy định về hóa chất kháng sinh so với năm 2016, giảm 50% số lô tôm xuất khẩu vào các thị trường bị cơ quan thẩm quyền Việt Nam và các nước nhập khẩu cảnh báo về tồn dư hóa chất kháng sinh so với năm 2016. Kế hoạch cũng nêu rõ, đến hết năm 2018, cơ quan chấm dứt tình trạng sử dụng chất cấm, lạm dụng hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y trong sản xuất kinh doanh tôm. Để kế hoạch trên đạt hiệu quả, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các địa phương hướng dẫn người dân nuôi tôm không sử dụng chất cấm, kháng sinh nguyên liệu, không lạm dụng thuốc thú y, chất xử lý cải tạo môi trường, tổ chức ký cam kết không bán chất cấm, kháng sinh nguyên liệu cho nuôi trồng thủy sản đối với các cơ sở buôn bán thuốc thú y. Liên quan đến việc chậm trễ trong khi kiểm tra về tình hình thực hiện các quy định về pháp luật bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp, Bộ Công Thương cho biết hiện nay nhiều cơ sở đã thực hiện tốt vấn đề này. Tuy nhiên, quá trình xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường vẫn gặp nhiều vướng mắc. Cụ thể là việc các doanh nghiệp nằm trong danh sách đều là những cơ sở gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do yếu tố lịch sử để lại. Điều này dẫn đến tài chính cho xử lý ô nhiễm môi trường là một trong những khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp khi vừa phải giải quyết khó khăn trong sản xuất kinh doanh, vừa phải giải quyết vấn đề môi trường. Bên cạnh đó, trong thực hiện chuyển đổi, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, nhiều doanh nghiệp lúng túng, gặp nhiều khó khăn trong việc đầu tư cho các dự án di rời hoặc xử lý ô nhiễm môi trường hay thuê đất trong khu công nghiệp do thay đổi chủ sở hữu. Nhiều doanh nghiệp không thể bố trí được quỹ đất để xây dựng hệ thống xử lý chất thải do mặt bằng sản xuất nhỏ hẹp như công ty bia Hà Nội, Hải Phòng, cơ sở 1, công ty dệt may Thắng Lợi, nhà máy bia Sài Gòn, Nguyễn Chí Thanh.
Người Việt Nam có thu nhập ổn định hàng tháng từ 10 triệu đồng và không bị người thân cấm đoán thì có thể vào chơi tại các casino. Đây là nội dung trong dự thảo về nghị định kinh doanh casino mới nhất vừa được Bộ Tài chính đề xuất để trình Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, sẽ thí điểm cho người Việt Nam được vào chơi tại hai casino ở Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang và Vân Đồn thuộc tỉnh Quảng Ninh. Việc thí điểm này thực hiện trong 3 năm, tính từ khi một trong hai casino này đủ điều kiện hoạt động. Người muốn chơi casino chỉ cần chứng minh được có thu nhập tháng thường xuyên từ 10 triệu đồng trở lên hoặc thuộc diện chịu thuế thu nhập từ bậc 3 trở lên. Bên cạnh đó, người chơi cũng không bị các thành viên trong gia đình như bố, mẹ, bố hoặc là mẹ nuôi, vợ, chồng, con ruột có đơn đề nghị điểm kinh doanh casino không được phép chơi. Vé vào chơi casino với người Việt, theo đề xuất của cơ quan soạn thảo, là 1 triệu đồng trong 24 giờ liên tục hoặc 25 triệu đồng một tháng mỗi người. Người Việt Nam vào casino phải chơi và nhận thưởng bằng tiền Việt Nam. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ không cấp phép đối với những lễ hội có yếu tố bạo lực phản cảm. Thay vào đó sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa truyền thống để người dân đón xuân mới trong không khí vui tươi, lành mạnh. Ngoài việc yêu cầu giảm tần suất, quy mô tổ chức lễ hội, ngày hội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng nghiêm cấm các hành vi chen lấn, tranh cướp, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình, ăn mày ăn xin, dịch vụ đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch diễn ra trong lễ hội. Với những lễ hội có yếu tố hiến sinh như lễ hội chém lợn ở làng Ném Thượng tỉnh Bắc Ninh hay là chợ châu, đâm châu ở một số địa phương, sẽ tìm ra phương pháp tổ chức phù hợp hơn nhằm đảm bảo giữ nét truyền thống, loại bỏ hình ảnh bạo lực. Tại các khu di tích, cần lên phương án quản lý hòm công đức, thu gom kịp thời các loại tiền lễ, tiền giọt dầu đặt không đúng nơi quy định, sử dụng tiền công đức công khai minh bạch và đúng mục đích. Không đưa các linh vật ngoại lai, hiện vật lạ, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam vào các khu di tích, khu thờ tự. Thời điểm giáp Tết thì các đối tượng thường dùng mọi thủ đoạn để có thể vận chuyển, buôn bán pháo trái phép nhằm thu lợi nhuận cao. Thế nhưng việc xử lý trách nhiệm đối với các đối tượng này lại đang gặp rất nhiều bất cập do những chồng chéo trong quy định của pháp luật. Hệ quả là tính nghiêm minh và sự răn đe trong nhiều trường hợp đã không được phát huy. Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, chỉ sau một tháng, lực lượng chức năng đã phát hiện 5 vụ vận chuyển buôn bán pháo nổ, thu giữ 80 kg pháo các loại, trong đó có những vụ đối tượng vận chuyển hàng chục kg pháo. Theo Nghị định số 11/1999 ngày 3/3/1999 của Chính phủ, thì pháo là hàng hóa cấm lưu thông. Theo đó, những đối tượng buôn bán vận chuyển pháo nổ trên 10 kg sẽ bị xử lý trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, theo luật đầu tư năm 2014, có hiệu lực từ ngày 1/7/2015, thì kinh doanh các loại pháo là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, không phải là mặt hàng cấm. Và đến khi mà luật hình sự năm 25 có hiệu lực á, thì tại điều 190 quy định về cái hành vi tàng trữ buôn bán pháo nổ á, thì có cái việc xác định là giá trị pháo nổ để làm căn cứ xử lý hình sự. Mà đến thời điểm này thì cũng chưa có văn bản nào hướng dẫn cụ thể về cái việc xử lý, cho nên là cả cái vụ buôn bán pháo nổ đang tạm dừng tại đó. Do lợi nhuận từ việc buôn bán pháo nổ mang lại nên nhiều đối tượng vẫn bất chấp để làm liều. Vì vậy mà mặc dù năm nào các cơ quan chức năng cũng bắt giữ, xử lý hàng chục vụ với nhiều đối tượng, nhưng việc buôn bán vận chuyển pháo vẫn tiếp tục diễn ra. Qua công tác triển khai, bắt giữ và xử lý các cái vụ pháo, thì công an huyện Cẩm Xuyên có kiến nghị với cơ quan tố tụng cấp trên, đề nghị là có một cái văn bản thống nhất về xử lý đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán pháo nổ để các cái cơ quan tố tụng cấp dưới xử lý, điều tra và tiến hành xét xử công khai nhằm phòng ngừa, giáo dục và răn đe chung đối với các hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng pháo nổ trên địa bàn. Trong khi cơ quan chức năng phải mất rất nhiều thời gian để xác định pháo là mặt hàng cấm hay mặt hàng kinh doanh có điều kiện, thì ngoài xã hội, việc kinh doanh, buôn bán, vận chuyển pháo nổ vẫn tiếp tục diễn ra. Và tình trạng này sẽ khó ngăn chặn hiệu quả khi những quy định trong việc xử lý vẫn chưa rõ ràng. Ngày hôm nay 15 tháng 1, lễ ký kết hợp tác hỗ trợ công nghệ truy xuất nguồn gốc, nhãn hiệu và bao tiêu sản phẩm Cam Vinh, Lòng Vàng ở giữa Liên hiệp Hợp tác xã Tiêu thụ Nông sản An toàn Việt Nam OCA và Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh và Dịch vụ Cây Ăn Quả Xuân Hợp đã được tổ chức ở tại xã Nghĩa Xuân của huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Như vậy là những ngày giáp Tết này, người dân ở tại Hà Nội đã có thêm lựa chọn sản phẩm cam sạch và rõ ràng nguồn gốc.
Nếu như trước đây, thương lái về vườn thu mua cam rồi đưa đi bán trôi nổi trên thị trường như Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Hà Nội, thì bây giờ cam Vinh sẽ được dán nhãn truy thu nguồn gốc xuất xứ để người tiêu dùng dễ dàng nhận thấy. Với sự hỗ trợ của Liên minh Hợp tác xã Tiêu thụ Nông sản An toàn Việt Nam, người dân xã Nghĩa Xuân sẽ nâng cao thương hiệu cam sạch trên thị trường trong nước. Hợp tác xã Liên minh Tiêu thụ Nông sản là hỗ trợ cái tem nhãn truy thu nguồn gốc, cũng là hỗ trợ cái cung ứng sản phẩm cho bà con, cho hợp tác xã. Thế kết quả hôm nay là bà con cũng mừng mà hợp tác xã cũng tiêu thụ sản phẩm cũng được đạt. Nó thúc đẩy được cái việc mà phát triển cũng như là bao tiêu sản phẩm, thì là kể cả bên mà ngành phân bón của chúng tôi ấy, thì là cũng sẽ là phân phối ra được nhiều hơn cho là bà con nông dân. Hợp tác xã cây ăn quả Xuân Hợp ra đời từ năm 2014 nhằm hỗ trợ bà con trồng và tiêu thụ cam Vinh. Hiện tại tổng diện tích trồng cam 89 hectare với 30 hộ thành viên. Đến nay Liên hiệp Hợp tác xã Tiêu thụ Nông sản An toàn Việt Nam đã thu mua cho Hợp tác xã cây ăn quả Xuân Hợp trên 5 tấn cam để đáp ứng thị trường Tết Nguyên đán tại thủ đô. Liên hiệp đã trực tiếp là về khảo sát cái vùng nguyên liệu cũng như là quy trình sản xuất. Ở đây hợp tác xã là đạt tiêu chuẩn Việt Gáp và chất lượng sản phẩm cũng rất là đảm bảo cho người tiêu dùng, và chúng tôi đã có những cái kiểm tra thực tế để đảm bảo được chất lượng nông sản an toàn. Lễ ký kết hợp tác hỗ trợ công nghệ truy xuất nguồn gốc, nhãn hiệu và bao tiêu sản phẩm cam Vinh Lòng Vàng đã gắn kết cho người nông dân và bên phân phối sản phẩm. Từ đó nhằm xây dựng thương hiệu bền vững cho sản phẩm cam Vinh Lòng Vàng, đặc biệt là đưa được sản phẩm an toàn từ gốc đến tay người tiêu dùng. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Người dân ở miền Trung Tây nước Mỹ đã phải đối mặt với một trận bão mùa đông kèm theo băng giá và mưa rét xảy ra, khiến một người thiệt mạng, đe dọa gây mất điện trên diện rộng và có thể gây ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm kéo dài. Trong khi đó, cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế tham gia giao thông do lớp băng đóng dày khiến mặt đường trơn trượt rất nguy hiểm. Cơ quan khí tượng Mỹ cho biết cảnh báo bão lớn, băng dày và mưa rét đã được ban bố từ bang Texas cho tới Iowa và Indiana, trong khi bang Missouri và Oklahoma đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Mặc dù mưa đã giảm ở hầu hết các khu vực Great Plains và miền Trung Tây nước Mỹ, nhưng các cơn bão lớn đã khiến hàng chục chuyến bay phải hủy bỏ. Hạt Montgomery, Indiana cũng phải đối mặt với tình trạng tồi tệ hơn khi các lớp băng tuyết trơn trượt khiến nhiều xe mất lái. Chính quyền địa phương đã phải giải muối để giảm thiểu hiện tượng này. Mọi thứ ngoài tầm kiểm soát, tôi chỉ tập trung đi. Tôi không thể hình dung ra cảnh khi mất lái sẽ phải xử lý như thế nào. Tại một số nơi như Wichita, Kansas, băng chưa đóng dày, tuy nhiên nền nhiệt độ đã giảm xuống nhanh chóng. Thật khó để di chuyển trong điều kiện thế này. Chúng tôi phải mặc rất ấm và chắc chắn trong người lúc nào cũng phải cầm ít muối. Đến khu vực nào trơn quá thì chúng tôi sẽ phải giải xuống. Các sự kiện thể thao lớn như thi đấu bóng đá hoặc bóng chày cũng đã bị tạm hoãn. Nhiều trường học và cơ quan chính phủ ở Idaho, Oklahoma và các nơi khác thuộc khu vực miền Trung đã phải đóng cửa trong ngày hôm qua. Theo dự báo, nhiều khu vực sẽ phải hứng chịu lượng tuyết dày 8cm vào cuối tuần này. Thời tiết giá lạnh cộng thêm ảnh hưởng của cơn bão Egon tiếp tục gây ảnh hưởng mạnh đến sinh hoạt của người dân nhiều nước châu Âu và khiến ít nhất là 73 người thiệt mạng. Bão Egon đã gây thiệt hại tại một số vùng của nước Đức. Miền Trung và Tây Đức dự kiến có tuyết rơi dày đến 30cm trong những ngày tới. Nhà chức trách Đức đã cảnh báo người dân thận trọng khi lưu thông trên đường do tuyết và băng. Tôi phải đứng đây vài giờ rồi, thật khó đi trong thời tiết này, nhất là với các xe tải trọng lớn. Chúng tôi phải đứng đây đợi cho đến khi có người đến ứng cứu. Tại Anh, thủy triều và thời tiết xấu đã khiến các cơ quan môi trường đưa ra 12 cảnh báo về nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng. Liên Hợp Quốc đã phải ra cảnh báo về số người nhập cư thiệt mạng vì giá rét và kiệt sức tại các cửa ngõ vào châu Âu. Chúng tôi cực kỳ quan ngại về những báo cáo nói rằng có rất nhiều người nhập cư đã phải bỏ mạng khi tìm đường vào châu Âu. Thời tiết giá lạnh này ảnh hưởng rất xấu đối với sức khỏe trẻ em. Nhiều em bị mắc bệnh về đường hô hấp. Chúng tôi không muốn điều này xảy ra. Trong khi châu Âu đối diện với giá rét kỷ lục, trông ngóng vào nguồn khí đốt từ Nga, thì những nguồn tin thân cận về năng lượng lần lượt thông báo Nga đang cắt giảm sản lượng dầu mỏ trong đầu tháng 1 năm 2017 với số lượng khoảng 100.000 thùng một ngày.
Nhà tù Ancacut được coi là lớn nhất ở tại thành phố Natal, bang Rio Grande do Norte ở Brazil, vừa xảy ra một vụ bạo loạn chưa từng có. Theo đó, thì các băng đảng khét tiếng đã hỗn chiến với nhau bên trong nhà tù khi các nhân viên an ninh lơ là. Hai nhóm sử dụng súng tấn công nhau khiến ít nhất là 10 tù nhân thiệt mạng, trong đó có 3 tù nhân bị chặt đầu một cách man rợ. Cảnh sát cho biết vụ bạo loạn bên trong nhà tù Ancacuz bắt đầu vào chiều 14 tháng 1 khi các băng nhóm đối đầu đụng độ nhau. Tiếng súng nổ có thể nghe thấy từ bên ngoài nhà tù. Ông Wellington Camilo, người đứng đầu nhà tù Ancacuz cho biết, cảnh sát phải chờ đến sáng 15 tháng 1 mới có thể tiến vào vãn hồi an ninh. Nhiều người thiệt mạng nhưng chúng tôi không thể tiến vào nhà tù thời điểm đó. Đây là vụ đụng độ lớn thứ ba xảy ra bên trong các nhà tù Brazil trong tháng 1 năm 2017. Trước đó, cùng tháng, gần 100 tù nhân thiệt mạng trong các cuộc bạo loạn xảy ra bên trong nhà tù ở bang Amazonas và Roraima. Vào tối ngày hôm qua, ít nhất 24 người đã chết và 13 người mất tích sau khi một chiếc thuyền bị lật ở trên sông Hằng ở miền đông Ấn Độ. Giới chức an ninh cho biết sự việc xảy ra vào tối ngày 14 tháng 1 khi các nạn nhân đang trên đường tới dự một lễ hội tôn giáo của người Hindu có tên là Maka Sakranti ở gần Patna, thủ phủ của bang Bihar, sau khi đi xem thả diều. Lễ hội nổi tiếng này thường thu hút rất đông khách tham quan. Tuy nhiên, ban tổ chức lễ hội đã không thể đáp ứng đủ lượng tàu thuyền để chở khách du lịch, dẫn tới nhiều con thuyền chở quá tải. Khi đó, chiếc thuyền chở khoảng 50 người, gần gấp đôi so với sức chứa 30 người. Khoảng 13 người đã may mắn được cứu sống trong vụ chìm thuyền. 8 người bị thương, trong đó bao gồm 3 trẻ em đang được điều trị tại bệnh viện. Một số nguồn tin chưa được kiểm chứng cho biết động cơ của con thuyền đã phát nổ sau một sự cố kỹ thuật. Liên quan đến vụ bê bối chính trị ở tại Hàn Quốc, vào ngày hôm nay, thì công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc đã hoãn ra lệnh bắt giữ Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung của Hàn Quốc Lee Ji-yong. Ông Lee hiện đang phải đối mặt với cáo buộc hối lộ trong vụ bê bối chính trị liên quan đến Tổng thống Park Geun-hye và người bạn thân Choi Soon-sin. Quyết định trì hoãn này không được nêu rõ lý do. Trước đó, vào ngày 13 tháng 1, ông Lee đã phải trả lời thẩm vấn 22 giờ với tư cách là nghi phạm trong vụ bê bối. Ông đã khai nhận Tổng thống Park ép tập đoàn này phải cung cấp hàng tỷ won cho nhiều tổ chức có liên quan đến bà Choi, nhân vật trung tâm của vụ bê bối hiện nay. Lời khai nhận này trái với những gì ông Lee đã tuyên bố trong một cuộc điều trần ở tại Quốc hội hồi tháng trước, khi ông nói rằng Tổng thống Park chỉ nói về các vấn đề liên quan đến tập đoàn Samsung và kế hoạch đầu tư của họ trong một cuộc gặp riêng diễn ra vào năm 2015. Ủy ban của Quốc hội điều tra vụ bê bối đã cáo buộc ông khai man trong cuộc điều trần. Các nhà khoa học cho biết tuổi thật của mặt trăng là 4,51 tỷ năm, lớn hơn rất nhiều so với chúng ta vẫn nghĩ. Kết luận này được đưa ra sau khi các nhà nghiên cứu phân tích các mẫu địa chất được tàu Apollo 14 thu thập trên bề mặt của mặt trăng vào năm 1971. Theo báo cáo nghiên cứu mới đây, mặt trăng được hình thành sau 60 triệu năm so với thời điểm khi hệ mặt trời được sinh ra. Trước đó, người ta cho rằng mặt trăng được hình thành trong khoảng 200 triệu năm sau khi hệ mặt trời được tạo thành khoảng 4,6 tỷ năm trước. Lượng zircon trong các mẫu địa chất này rất nhỏ, không bằng một hạt cát. Zircon là một loại đá được tinh thể hóa từ magma và duy trì tương đối không thay đổi qua hàng triệu, hàng tỷ năm, có thể cho ta biết về thời gian hình thành. Có một giả thuyết khác cho rằng mặt trăng được hình thành bởi sự nóng chảy của nhiều mặt trăng mini. Thay vì bào mòn trái đất, chúng gộp lại là một, hình thành một biển dung nham nóng và sau đó dán lại và có hình dáng như mặt trăng chúng ta thấy hiện nay với 4,51 tỷ năm tuổi. Và thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay, ngày 15 tháng 1 năm 2017 của kênh truyền hình VTC14. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.